Xin chào mọi người nha. Chúng ta đến với một video mới nhỉ. À, trước khi đến video mới thì mình xin đính chính lại là ở video trước ấy, mình có bảo mọi người là làm nhiệm vụ sư môn thì ăn cái sư môn lệnh thư ấy. Sư môn lệnh thư đây này. Đây này, nó có ghi là nhân 2 điểm cống hiến và 1,5 điểm kinh nghiệm khi hoàn thành nhiệm vụ này. Thì mình bảo ăn và sẽ được auto hai cái lệnh bài sư môn đấy. Nhưng mà mình đính chính là mình sai đấy. Ở video trước thì mình làm, thì hôm đấy mình ăn cái này và mình làm 10 nhiệm vụ thì đúng là được hai cái thật. Nhưng hôm qua mình ăn cái này, mình làm 10 nhiệm vụ thì được duy nhất một cái thôi. Mình không hiểu vì sao. Vì có thể là chắc là mình nhầm sang sư môn lệnh kỳ. Đây. À xem nào, sử dụng sẽ nhân 3 điểm cống hiến và nhân 2 điểm kinh nghiệm khi hoàn thành. Ơ, mẹ cái này cũng chỉ nhân 3 cống hiến mà. Tôi không biết là hôm trước không biết có một bạn bạn cấp 54 bạn bảo tôi là ăn cái gì ấy, thì được auto nhân 2 ấy, thì là auto hai cái ấy. Đấy. Tôi thì hôm nào tôi cũng ăn rồi. Tôi ăn chỉ ăn cái này thôi. Không có tiền ăn cái kia đâu. Đấy. Nào tôi cũng ăn. Bảo qua này. Làm buổi sáng làm quy thì là theo tiến trình hôm nay thì là tôi sẽ làm cái gì này, là đây là cái gì, đây là gì ta. Theo kế hoạch của video này thì tôi sẽ làm một nhiệm vụ sư môn và sau đây chúng ta sẽ làm nhiệm vụ chuyện quản trị ở đại lý nhé mọi người. Bây giờ có tiền rồi, chúng ta có thể làm được rồi. Đấy. Chúng ta giờ có tiền rồi. Nhiệm vụ sư môn bộ khóa ấy. Bộ khóa thì cũng dễ thôi. Hai. Mà hôm nay tôi ức chế cực. Hôm nay thì quái nào mà xóm tôi mới sáng ra nó đã bật gọi là cái nhạc cái gì nhỉ, nói chung là nghe bực lắm các bạn. Mấy bố ấy cứ bật nhạc ở Mỹ là mới sáng dậy, gây ức chế thật. Thực ra thì bật nhạc là tôi cái khoảng từ 5 giờ chiều đến 7 giờ chiều ấy, thật tôi thấy cái khoảng đấy thì nó không ảnh hưởng. Nhưng mà cái buổi sáng mới sáng bây giờ mới 8 giờ 10 mà tôi thấy bật lúc 7 rưỡi tổ sư. Chối không chịu được, quan phục này. Mấy cái kiếm ở đây là cái gì nhỉ? Ôi trời, ngon chưa? Đứng im mẹ nó luôn, ăn cứt rồi. Phát đấy mà không được vạn cổ ra hồn thì thật, phát đấy thì đúng rồi, chết luôn tại đây luôn các bạn. Tại vì đứng yên này 12 giây cơ, 6 giây hay 12 giây ấy? Đây, 10 giây này. Tôi đang lên một cái ý tưởng kiểu như là một concept cho cái
con này của tôi sẽ làm một series về tìm vật phẩm chế độc các bạn. Ok, đủ đủ nhiệm vụ rồi. Như các bạn thấy ấy, thì là theo các bạn thấy ấy, là mọi người hay đang nuôi đang làm cổ. Làm cổ thì mọi người hay lên Vương Mẫu Động 3 đúng không? Thì đấy là tản tiên này này, mấy cái vật phẩm này này. Đấy. Thì bây giờ tôi sẽ thử đi tìm mấy cái vật phẩm như là vật phẩm khác kiểu như cũng đánh quái nó rơi ra ấy. Đấy, kiểu vậy. Thì xem mặt mũi như thế nào. Đợt này sẽ có rất nhiều video về nuôi cổ. Tôi cũng đọc ở trên mạng thôi. Xong về chúng ta học hỏi lẫn nhau. Phải làm mới biết được đây, ví dụ tôi đang con này này. Con này thì bây giờ muốn muốn nó lên huyết hệ 100% thì các bạn lại phải chế cơ. Chế hiện tại tôi chưa đủ. Cái đại chu sa này nó bán đắt vãi chưởng ra nên là tôi không chế. Sẽ có video tôi nói đầy đủ về cái đấy. Bây giờ xử lý xong này ạ. Bây giờ tôi đi làm nhiệm vụ ấy. Làm vào quy đại lý. Đấy, 15 vàng hắn. Chuyện tình ngày xưa. Rút tiền mua rút xem nào. 15 sật bật nhạc âm ỉ luôn, tôi đang phải đóng cửa ấy tại vì tôi sợ dính bản quyền mà cái mà tai mà mồm thì nói mà tai vẫn phải nghe cái nhạc của nghĩ nó ức thật. Có biết bạn nào có gặp tình huống giống tôi không? Nếu lúc trước em đừng nói những tình yêu đó. Cuối tuần mở lên LV73 thì hơi nhanh nhỉ. Nó ra từ hôm bao nhiêu nhỉ? Từ hôm 30 tháng 9. Cuối tuần là 15 mấy nửa tháng. 15 kim. Đây là 15 vàng các bạn. Giúp Trịnh Quán Chi tìm dược liệu à? Ngọc Phong. Ngọc Phong ngay đại lý đi thôi. Hôm nay là tôi sẽ up 45. Các mẹ xong Ngọc Phong. À Ngọc Phong Thúy Yên ở đây. Ừ rồi. Một ca vàng 170.000 này các bạn này. Các bạn muốn lấy tổ ong thì các bạn ra ra đây này. Thường các bạn lấy tổ ong thì các bạn sẽ đánh ong vàng đúng không? Nhưng các bạn ra đây này đánh ngọc phong này, nó khá là sẵn. Hoặc ví dụ như là các bạn làm nhiệm vụ, các bạn nhớ nhớ làm nhiệm vụ gì nhỉ? 15 dược liệu đúng không? Các bạn nhớ là các bạn làm nhiệm vụ Giang Tân Thôn ở Gia Cát Kỳ ấy mà đánh đánh bao nhiêu cái gì nhỉ? Đánh bao nhiêu cái lông quạ ấy. Đấy, thì các bạn lên 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 đâu nhỉ? Lên tinh thất tinh động ở chỗ võ đang lên đấy. Thì các bạn nó trên đấy nó rất nhiều quạ đen, chứ các bạn vào Giang Tân Thôn mà để đánh quạ đen nó rất là lâu, nó ít, vấn đề là nó ít ít quá ấy, thì thành ra là xác suất các bạn thì càng thấp hơn đấy, mất chạy đi một tí nhưng mà nó nhanh. Với cả cái map này tôi thấy map mobi thành ra nó cũng bé chứ không như cái game như là bản PC map nó rộng. Nếu lúc trước em đừng nói yêu đầu môi. Tàng Hồng Hòa, tôi không nhớ là cái này không biết là sau có dùng không nhỉ?
Nơi cổ thì tôi nhớ là sẽ phải học, sẽ phải không phải học mà là các bạn sẽ phải cần, thứ nhất là tinh thiết, chu sa gì, khuynh đi đậu hay là huyết gì ấy. Nói chung các bạn sẽ phải học, nếu mà tính ra thì là các bạn vẫn phải mua ngoài đấy. Tại vì sao? Tại vì tinh thiết thì các bạn là sẽ phải đào khoáng rồi đúng không? Khuynh đi đậu hay là ba đậu thì hình như là kỹ năng canh tác à, đúng không nhỉ? Còn chu sa với gạo huyết kia thì các bạn phải kỹ năng tập linh cơ. Mà một nhân vật thì như tôi, như con này của tôi học được mỗi hai cái kỹ năng thu thập thì phải. Còn sau thì khi các bạn đạt cấp cao nó có mở cho bạn không thì không biết. Đấy, nói chung là các bạn vẫn phải mua ngoài. Hoặc không, các bạn làm cái clone. Thực làm một cái clone xong các bạn vứt cho nó thần đông đơn xong là treo cho chúng nó thì các bạn sẽ nhanh hơn. Đấy, không phải treo gì cả. Đó. Nói chung là như mình đã bảo là rất là tốn, chơi cỏ là tốn và rất là đầu tư thời gian tâm huyết đấy. Ngay đến việc chế cổ nó cũng đã rất là vất vả, xong là đi kiếm đồ để cho cổ nó ăn nữa, không là đợi đẻ nữa, nói chung là vất vả đấy. Hiện tại thì tôi cũng chưa biết PK PK cổ, nhưng mà hôm trước tôi có xem video ở đâu ấy, tôi có lướt qua một tí thì tôi nhớ có cậu có bảo là búp trên người chỉ được ba con sâu thôi. Nếu mà như ví dụ đây, ví dụ nhé, tôi ví dụ thôi, ví dụ như ở đây là độc huyết thi tâm đúng không, độc huyết thi tâm thì các bạn là độc, các bạn búp ba con mà các bạn búp con thứ bốn thì sẽ mất đi một con. Đấy, nói chung chỉ có ba, ví dụ các bạn búp độc này, huyết thi này, bây giờ các bạn búp thêm con tâm nữa thì một trong ba con này sẽ mất, còn mất con nào thì hôm đấy cậu kia cậu nói gì tôi quên tuột. Nói chung rất là sẽ rất là rắc rối đấy, nói chung phái này sẽ rất là rắc rối, không cho mấy anh em kiểu như là ấy đâu, thực sự là rắc rối đấy. Nhưng mà không sao các bạn ạ, à, càng rắc rối thì càng hấp dẫn. Tôi thích những cái khó, mà cái gì khó quá thì tôi lại nản. Để mà mua hiện tại như các bạn thấy là tôi đây, cái này gọi là chuẩn bị đồ thu thập à? Hiện tại cái mà tôi đang đâu rồi, đây là ví dụ đây, con huyết này. Còn đây là con độc này, tôi chưa có để chế nó lên này này. Còn cái vế sau thì các bạn có thể ăn quần áo, ăn nhiều thứ lắm, không nhất thiết là phải ăn mấy cái linh tản linh tiêu nha. Các bạn ăn đuôi thỏ hay yếc nó cũng có những cái chỉ số tăng cái này và giảm cái kia bao nhiêu điểm đấy. Sư môn lệnh kỳ 50 ạ, chủ phố đâu thế, sư môn lệnh kỳ này, ôi mẹ có 50. Đại lý tìm ca thăng tuyển, nói gọi ca thăng tuyển. Nói chung là nhiệm vụ chính quán chi này tôi thấy là hay, hấp dẫn. Và đồ cũng được. Vũ khí. Ngũ độc lại lên Z, 20 con Z. Quang hoàng, âm nhạc phải gọi là quang hoàng hoàng hoàng. Đâu xem nào. Hai mươi con các bạn ạ. Hình như là chân rết này cũng cần, mà chân rết này cần để chế đây này, các bạn vào cái phần đâu rồi nhỉ, đây ví dụ như là cái một này đấy, thì chu sa này
nó cần chu sa với cả cái gì nữa tôi không nhớ đâu, cần chu sa này, cái thứ hai này, nó cần khuyển huyết này với cả cái gì đấy, đấy. Nó ghi hết đấy nha mọi người, hắc khuyển này, cái thứ bốn này, bốn này ba đậu này, cái thứ năm thì nó là cái thứ năm thì nó lại là dưỡng cổ mật thuật, cái này các bạn mua trầm huyết liên ở trong shop 10.000 cái, à quên 10 bạc, các bạn chế cái này để tăng tuổi thọ đấy. Được rồi. Rồi chúng ta tiếp tục Z nhé. Nào chúng ta sẽ nuôi từ từ, chúng ta còn nhiều cơ hội và nhiều thời gian dành cho nhau cơ mà, đúng không mọi người? Chứ đâu phải là chỉ là gói gọn trong một hai video đâu. Cái này nó sẽ rất là lâu, rất là ấy luôn. Nhiều bài lắm. Sau đó mình sẽ làm về kỹ năng sống nữa, kỹ năng sống, kỹ năng thu thập cho mọi người, vì nhiều anh em có vẻ không biết hoặc là anh em cũng có vẻ là không có thời gian đọc ở trên mạng. Tôi thì tôi cũng chỉ đọc trên mạng xong rồi về tổng hợp xong rồi truyền đạt trên cho mọi người thôi. Đấy. Chứ cũng chuyên gia gì đâu. Bây giờ PK tôi cũng không biết PK, không biết búp con nào trước. Tôi là tôi chỉ biết là búp con thi cổ là cho mấy thằng thiếu lâm. Đấy, mấy cái thằng ấy nó gọi là nó tụ khí. Đấy, búp cho nó con thi cổ. Nó tụ khí 10 phát thì nó mất đống máu đấy, nói chung cứ xuất chiêu thi cổ mà lại cứ xuất chiêu là sẽ mất máu đấy, còn độc cổ với cả huyết cổ nhân hay gì đó cái đấy tôi cũng chưa tìm hiểu, cũng phải đi đào tạo một cái khóa gọi là khóa PK cổ độc, kiểu như là anh em đi học một khóa gọi là bán hàng online hay là cái khóa gọi là bán hàng đa cấp về cho nó thành chuyên nghiệp. Rồi mấy cái bà làm mà mấy bà làm bên bong ti trắng da rồi cả chị nám đấy, thi thoảng lại đi đào tạo các khóa open xong rồi bắt đầu bốc phét nhiều thì ra nhầm các bạn, chúng ta đại lý còn một vấn đề nữa là vấn đề nạp thẻ. Tôi thì tôi không biết là chúng nó có nạp thẻ 50, 20 không, nhưng mà tôi hôm trước tôi toàn thì chúng nó bảo nạp thẻ 100, còn không biết 20, 50 chúng nó nạp hay không tôi không rõ đấy. Anh em cứ liên hệ cái đại lý để xem chúng nó nạp được thẻ bao nhiêu thì nạp nhá. Đấy, đấy các bạn có thể xem mấy dao ở đây này, đây này toàn 100k, tôi không thấy cái mức 50, còn không biết như nào. Mua lại bài Simon khẩu độc mua tu chân yêu quyết khẩu độc giáo là nhiệm vụ này được nhiều rất nhiều ý xem này. Hôm nay là chắc chắn tôi áp 45 rồi, tôi không đi theo kin nữa, với tôi thế là đủ rồi. Ôi trời, bạn thấy kia giết luôn, luôn huyết lân mãng độc, huyết lân không biết là như nào đây. Tôi còn nhiệm vụ thành đô nữa, tôi đang vướng ở cái chỗ măng xào, nhưng mà măng xào bây giờ chúng nó đang bán 4 vàng cơ nên tôi nghỉ lợi thời gian sau là không quan trọng. Ngày xưa làm nhiệm vụ này á thằng nào cũng được tí tiền, nhưng bây giờ bọn này nó cắt hết. Yêu cầu có 50 mới có thể tiếp tục làm nhiệm vụ, cay vãi. Tức là nó chê, ý là nó chê khả năng của mình các bạn ạ, nó chê khả năng của mình không được, hay không được.
Thằng này là không được. Cái này chưa giám định. Bây giờ giám định được đồ giảm cấp thì cũng ok đấy. Giám định được đồ giảm cấp là cũng ok đấy. Ngày xưa đồ giảm cấp rồi đắt. Đắt phết luôn đấy các bạn. Không đùa được đâu. Bây giờ sẽ làm gì nhỉ? Thôi làm chuyên môn thôi chứ biết làm gì bây giờ. Trời ơi. Nay tôi là tôi định chạy full quy này đấy, chạy full quy chuyện quản trị đấy, nhưng mà thứ quái là bây giờ tôi có nghĩ đến trường hợp nó có 50 lại yêu cầu tiếp kia, rồi chúng ta nghỉ thôi chứ biết làm sao. Lại chạy sư môn vậy. Liêu đao binh liêu gì nhỉ? Liêu thương quân hay sao nhỉ? Đúng rồi, liêu thương quân. Liêu thương quân. Lưu Thương Quân ở chỗ này có mấy con này, các bạn nào mà muốn đánh lấy cái gì nhỉ, nam chỉ ngư chỉ nam ngư chứ nhỉ, nam chỉ ngư chỉ nam ngư nhỉ, thì các bạn đấy rồi đi chỉ nam ngư thì các bạn vào lên đây, lên map này các bạn vào chỗ long hổ động này, long hổ động đóng cái con lưu khấu cái con gì ấy thì các bạn sẽ được chỉ nam ngư nhá. Còn không thì các bạn có tiền thì các bạn mua luôn đỡ phải đi đấy. Trên này lưu lắm, lưu thương quân thế. Các bạn đừng nhầm nhá, không các bạn lại nhầm sang cái map ở chỗ Lương Sơn Bảng đấy. Không phải chỗ map Lương Sơn Bảng đâu. Tử quốc cân, tử quốc cân. Ô vãi lưu thương quân kìa. Bóp được con này không? Không bóp được con này. Hay quá, lại được một đám, ngon. Chín con rồi, cay chưa? Tay ngắn quá, không va được. Ooh.
Châm cứu đồng nhân. Rồi. Chỗ này thì cào được. Phong cổ lên thì cũng không phong được. Cũng mẹ nữa. Chốt rồi. Cả diệp thối. Hôm qua tôi thấy có, hôm trước thì tôi thấy bán VAC 5k, hôm qua thấy còn có 4k2 rồi. Hôm qua thấy còn 4k2 rồi. Tiềm long côn kìa, nhặt đi. Nó giảm nó từng ngày mà mọi người. Hoặc muốn đắt thì mấy nữa. Tại vì bây giờ nói thật là anh em cũng chưa có tiền để, cũng chưa có mật tịch để luyện. Thì nói thật là chưa có mật tịch chứ, thì ép vào đâu. Cái đấy anh em phải có mật tịch cơ. Không có mật tịch chứ ép vào đâu thì mua về làm cái gì đâu. À, 9 con rồi. Này là up LG rồi. Hoàng Kim Ban Chỉ. Quả gì không? Đắt vãi luôn. Mấy nước rẻ đầy mà. Đấy là bài summon ngu độc. Chạy hiệu cứu mẹ đi. Áp lực về phát. Tôi hiện tại tôi đang cho nội lực. Tôi dự định đến 50 tôi sẽ tăng theo một hướng khác. Du hồn. Du hồn nhìn mặt xấu vãi. Đúng tí máu cũng chết vãi thật. Âm nhạc im rồi các bạn ạ.
Hai bạn kia đi nào vai. Ê. Rất hay bị hiện tượng này nhé. Dơ bốn phát dơ luôn. Tôi cần phải tắt đi vào lại vậy thôi. Không hiểu nổi. Ngập rất nhiều rồi. Từng quay video nào cũng bị mụn hai lần. Không thoải mái tí gì cả. Không hiểu là ví dụ là đang đi tàng kiếm hay là đi cái gì mà thoát ra vào lại thì vào kiểu gì. Quá bức xúc. Mất tới được bao nhiêu con rồi nhỉ? Hai tư rồi. Hôm nào tôi sẽ làm server. À không, tôi sẽ làm một gọi là một ấy luôn. Tức là tôi đi từng map một, tôi đánh quái. Xong là cái quái đấy nó rơi ra cái gì. Đấy, xong là cái vật phẩm đấy để nuôi sâu thì nó sẽ tăng cái gì. Đấy, để cho anh em có một cái nhìn tổng quát hơn. Bạn thấy cái ý tưởng đấy của tôi có hợp lý không? Chín rồi, một con nữa thôi. Không ai động tầng 2 à? Rõ ràng là tôi làm được. Chả hiểu. Cửa này muốn làm vàng bán luôn không là lằng nhằng, không giữ làm gì cả, có là tôi bán luôn, cắt gốc luôn. Lưu Thương Quân. Chung các bạn cứ cứ treo 45 vàng là tối là khả năng sức năng ấy ngay mà. Cái đầm tầm số giờ đầy người đổi người ta thiếu người ta mua ngay mà, khi đấy đang máu trong người, nói thật là một hai vàng nó không vẫn là vấn đề gì cả luôn, nhưng mà bây giờ thì nó mới là vấn đề. Đường Phượng. Vũ khí đấy vũ khí làm nhiệm vụ nha các bạn. Nhiệm vụ chính quán chia nhiệm vụ đách gì nói chung tôi quên rồi. Nói chung làm nhiệm vụ ra.
Chưa bút à? Là thấy chạy chậm vãi. Đội mua lại bài sư môn là nó mua chỉ có 5 đờ 540 thôi. Mua về nó cắt lãi 5 vàng. Không bây giờ về không có lãi nó ôm làm gì các bạn nhận không? À vậy thôi. Ô kìa, ngon này. Châm cứu đồng nhân. Ôi phải. Bố mà nào luôn. Nó giật đơ luôn. Giật đơ này không biết game này còn tồn tại được không ta. Tôi đang nghĩ một cái viễn cảnh xấu vãi. Sasuke. Susano. Quái thì ít mà người làm nhiệm vụ thì nhiều. Cái chảo này đánh nhiều khi ngáo lắm các bạn, nhiều khi rõ ràng tưởng đang chết không chết nổi. Có phong cổ đang ổn định cứ nghìn mấy phát lên. Chung làm nhiệm vụ này lâu, làm nhiệm vụ bộ khoái nhanh quá nhiều, quá nhiều sao nó tập trung. Nhiệm vụ này quái nó cứ rải rác đi mất thời gian. Thời gian đánh quái thì nhanh nhưng mà cái thời gian đi tìm quái thì lại rất lâu. Hai chín rồi.
À đây, từ ạ. Rồi. Đây, cái đồ sư môn nhá. Đồ sư môn đây các bạn mua ở đây. Đây dành cho tinh thủ này, đấy 50 bạc một cái. 50 bạc. Cái này là đam cho này còn cao hơn đam nó cho 90 201 cơ. Đấy các bạn có thể mua ở đây nhá. Tôi không biết là tân thủ 50 thì nó sẽ cho mình mấy bộ. Nhưng mà ở đây tân thủ 50 thì các bạn ở đây sẽ cần 500 điểm sư môn. 500 điểm sư môn và 100 vàng. Đây cái này có thể mua được này. Cái nạ quần có thể mua được này. Cái nhẫn này cũng có thể mua được này. Nhẫn này xem nào. Nội lực sinh lực 10 giây hồi phục 2% này, linh hoạt nội công này. 10 giây nội lực hồi phục, 10 giây sinh lực hồi phục này, nội công tăng 4%, đấy là mặc full. Cái vũ khí này cần 500 điểm sư môn để mua được luôn này. Độc sát này. Chế độ y phục. Xác định sử dụng có thể mua. Cần đạt 500 điểm. Đợi 5x không biết xem nó cho cái gì thì mới biết được, thì mới lên lên cái đồ đấy. Bộ đồ đấy thì cũng mở bày bán nào. Quên đấy, chưa có đốt pháo. Gió mang em thì mình em về đây cũng... Này, nhìn tôi giảm nữa, đồ giảm cấp này, mẹ sinh lực tăng này tí. Độc hệ, huyết hệ, linh hệ, ma hệ, tôi chả có con thấy nào. Độc hệ, huyết hệ này. Ơ thì bốn đồ, bốn cái của tôi là được. Mình bán rất rẻ mà sao chúng nó lại không mua, chỉ bán một vàng thôi. Một vàng thôi. Này quên. Về bán. Bốn bốn vàng thôi cho nó lẹ. Thì gốc cây cho nó cố vào để cho tụi nó đoánh.
bạn mua sâu thì thực ra các bạn nếu mà có tiền thì các bạn không cần nuôi sâu thì các bạn có thể mua. Nhưng mà mua thì họ đa phần là cái đội nó toàn của cấp 1 là nhiều. Phải về sau thì nó mới có bán cổ cấp 2. Còn bây giờ thì các bạn sẽ thấy là toàn cổ cấp 1 thôi đâu rồi nhỉ? Tôi sẽ cho các bạn thấy. Ở đâu rồi ta? Chu sa số rẻ, chu sa 6. 6 vàng. Tức là 3 30 lượng cái. Đây này, yêu cổ này. Độc cổ này. 8.300 con. Nói chung là trên này bán nhiều mà mọi người. Các bạn có tiền thì các bạn chả phải nuôi cổ làm gì cả, các bạn ra đây mà mua này. Không thì PM đặt hàng chúng nó. Và tao đặt hàng bằng này. Đây. Ôi rác này. Cái gì đây? Đây. Các bạn rác không thấy các bạn mua này về nuôi thì mình lại đắt phết nhỉ. Tính ra là 62 à. 1.700 mà chia 62 thì tôi xem nào. Để tôi xem nào. 1.700 mà chia 62. 27. Đù mẹ. 27 lượng một cái thì chơi hơi sao được. Không nhất thiết phải dùng cái đấy đâu các bạn. Các bạn có thể đi thu thập kia mà được mà. Trời. Và cơ như hôm trước tôi bảo đấy. Ở đây. Hôm trước tôi sẽ làm bạn bà rồi 400. Cái này này. Cái con cổ này các bạn nhìn này, nó có một chỉ số trước, một chỉ số sau nhá. Đấy. Cái chỉ số trước ấy thì các bạn phải dùng cái đồ này này, phải dùng cái đồ mà dùng dưỡng cổ mệnh thuật này thì ăn nó mới lên. Đấy. Còn cái đồ sau ấy, còn cái vế sau này này, đấy 0.100 này thì các bạn dùng đồ thu thập, dùng đồ rác hay là cái đồ đấy đi đánh quái nó ra đấy, hay bất kỳ cái gì quần áo kia đó. Thì ăn thì nó lên hoặc xuống từng chỉ số tùy từng vật phẩm đấy. Đây ví dụ một cái rất là nhanh ở đây này. Để tôi đi đánh cho các bạn mấy cái con muỗi nó ra cái đách gì nhỉ, xem nào. Đây cánh muỗi nhá, để tôi lấy cánh muỗi cho các bạn xem nhá, cánh muỗi với cả chân rết. Hôm nào tôi sẽ có một video đầy đủ, yên tâm. Bây giờ tôi chỉ làm thử con sâu con kia lại có mũ Noel nhỉ. Giờ tôi sẽ làm cánh muỗi, lấy khoảng ba cái cánh muỗi đi, ba cánh muỗi với cả 5 cái chân rết. Đấy đây chân rết đây là chúng ta sẽ biết ngay mà, cái gì cũng vậy, cái gì cũng cho ăn được mà. Chỉ có điều là cái đấy nó phù hợp với cái của mục đích của mình không đấy. Chứ không nhất thiết phải ăn mấy cái kia, cái kia kiểu là nó tối ưu thôi, tức là nó dễ, nó tăng to ấy. Đây tôi hôm qua tưởng có một cái con gọi là con độc tinh nghịch này. Đây tôi sử dụng con này nhá, thì các bạn sẽ ấn vào đây là sản cổ này, đây là nuôi cổ đấy. Giờ tôi nhân vật của tôi này đi vào đây, các bạn thấy nhá, 27 23 17 ok chưa. Bây giờ tôi anh cái này là chân rết, 27 23 17 à, đúng không? Tức là con này, nhưng cái này có sách vở các bạn không không nhớ nổi, này phải có sách vở không là không nhớ nổi này nha. Lúc đầu con này của tôi nó là 27 23 17 đúng không nhỉ, đúng mọi người không? Bây giờ tôi lấy chỉ số mới đi,
Rồi nó là 26, 22, 18, 16 đúng không? Đấy, bây giờ tôi ăn cho nó một con nữa, một cái. Đấy, bây giờ chỉ số nó thành 25, 21, 19, 15. Tôi ăn tiếp nhé. Tôi ăn tiếp. Thì bây giờ chỉ số của nó là 24, 20, 20, 14. Đây, tôi có ghi rồi. Cái này phải ghi các bạn. Đấy, thì các bạn ăn cái này thì tức là nó sẽ giảm đi một điểm độc hệ, giảm đi một điểm huyết hệ, tăng một linh hệ và giảm một ma hệ. Tóm lại cái vật phẩm này là tăng một điểm linh hệ, còn những cái kia giảm một điểm. Đấy, tiếp đến chúng ta sẽ đến với cả cái cái gọi là cái này gọi là cái gì, cánh rơi à, cánh muỗi, quên, về cánh muỗi ăn nhá. Đấy, thì các bạn sẽ chỉ số tiếp là 23, 19, 19, 15. Tức là con này nó lên ma hệ. Bây giờ thì nó thành 22, 18, 18 và 16. Đây, tôi có ghi đây rồi. Đấy, các bạn muốn ấy thì thôi. Thì tức là cái này, cái cánh nhá, cái muỗi này thì là nó sẽ tăng vào ma hệ. Ma hệ tăng một điểm, còn tất cả cái kia trừ một điểm. Đấy. Nó có hết mà. Đấy, nên là các bạn không nhất thiết là phải 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 lấy cái kia đâu. Ví dụ cái kia nó tăng 3 điểm thì các bạn chỉ phải ăn khoảng tầm 15 mà. Ở tầm bao nhiêu nhỉ? 3 thì khoảng tầm 25, 25 cái đúng không? Nhưng mà cái này tăng 1 điểm thì các bạn phải ăn 70 cái. Đấy, nhưng mà cái này các bạn dễ kiếm hơn, đúng không? Ừ. Tất nhiên là nhiều khi là sau này ấy, nó nhiều những cái con độc ấy, ý là nhiều những cái con cổ mà nó phải cái chỉ số này, cái chỉ số ví dụ cái chỉ số này, ví dụ chỉ số là 100.000 này, nhưng mà còn những cái con đầu con cổ, ví dụ những cái con cổ, ví dụ những con cổ, ví dụ những con cổ XYZ cơ, thì con đấy nó lại cần chỉ số 90, 90, 90, 10 chẳng hạn. Đấy, chỉ số tôi kiểu vậy thôi. Đấy, thì các bạn phải tìm những vật phẩm để làm sao để mà tao tăng cái này trước, tao giảm cái này, xong là tao giảm cái này, tao tăng để cho nó ra chỉ số đấy. Đấy, rất là rắc rối nha mọi người. Đấy, video này đấy là tôi như lúc đầu là chúng ta làm nhiệm vụ chỉnh quán chi, nhiệm vụ chỉnh quán chi, nhưng mà đấy, bây giờ nó lại không cho ấy nữa rồi, lại không 50 mới cho làm tiếp, và tôi đính chính lại cái này. Không phải ăn cái này là được, là cứ được nhân 2 thôi, là được 2 môn lợi bài đâu. Thì quá rồi, có ngày được, có ngày không. Nếu mà hôm đầu được, hôm qua không được thì khả năng hôm nay tôi sẽ được. Thì ở video sau nếu hôm nay mà tôi làm được 2 cái thì video tôi sẽ lên khoe mọi người. Tự nhiên mất tiếng luôn. À, hôm trước có anh em nào bảo cùng server với tôi nhỉ? Tên nhân vật là gì anh em hảo hữu nhá, để có gì đánh nhau thì gọi lên giúp đỡ cái liễu diệp song đao đây, hoặc tôi ăn vũ khí luôn nhá, ăn vũ khí luôn chứ. Tiện ở đây có 2 con vũ khí này. Xem nào, đâu, 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 đâu. Mở nhân vật này. Tức là 21 17 17 17 21 17 17 đâu rồi, đâu rồi, 21 17 17 ăn này, ăn này, 21 17 17 tức là cái này 21 17 17 bên nuôi của mình là cái gì nhỉ? Mười 21 bao nhiêu nhỉ?
Hình như cái này tăng ma hệ thì phải, nhưng mà tăng hẳn mấy điểm cơ. Để tôi thử ra nào, phải cái này các bạn phải ấy cơ, không 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 ấy được đâu, phải phải lưu để tôi vào để tôi mua cái đây 2 lượng đi, lưu chỉ số lúc đầu và không quên các bạn, dễ quên lắm. Mười bảy, mười lăm, mười ba, mười chín. Mười lăm, mười bốn, mười một, hai mươi. À, tức là cái này khi các bạn ăn vào thì ma hệ của bạn sẽ lên 1, linh hệ sẽ trừ 2 nhá, linh hệ trừ 2 huyết hệ trừ 1, nhưng mà cái độc hệ của bạn lại trừ 2 đấy, tức là nó không không phải là cứ cái không phải là ví dụ là cái cánh mũi các bạn nhân 1 cộng 1 cái này và những tất cả cái kia trừ đều, không có những cái nó cộng trừ lung tung đấy, lung tung nhưng mà nó theo quy luật nhá, không phải là cứ ăn ví dụ là ăn cái này là tăng 2 cái này cộng một cái kia, nhưng mà ăn cái tiếp theo lại là cộng 2 kia, không nó vẫn là như thế đấy nha mọi người, con này có chỉ số ấy đấy nên là nuôi cái này các bạn phải tính toán nữa đấy, đấy rắc rối phết.